Thầy giáo xin chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn âm nhạc lớp 1, bộ sách cùng học để phát triển năng lực. Như các em đã biết thì đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất là phức tạp. Chúng ta không thể đến trường, nhưng ngừng đến trường không có nghĩa là ngừng học, phải không nào? Và sau đây thầy mời các em cùng đến với tiết học ngày hôm nay nhé. Và để mở đầu cho tiết học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đến với trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài hát. Thầy có hai giai điệu và các bạn thử đoán xem đây là giai điệu có trong bài hát nào mà chúng ta đã học nhé. Thì mời các bạn cùng đến với giai điệu số 1 nào. Các bạn đã đoán được giai điệu có trong bài hát nào chưa? Thầy giáo xin chúc mừng các bạn có câu trả lời đúng, đó là giai điệu bài hát khúc nhạc mùa xuân. Thầy mời các bạn đến với giai điệu số 2 nào. Thầy mời các bạn cùng đưa ra đáp án của mình nào. Và thầy giáo xin chúc mừng các bạn có câu trả lời, đó là bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh. Đây cũng đúng là bài hát mà chúng ta đã được học trong hai chủ đề số 5 và số 6. Các em ạ, thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta cùng đến với âm nhạc tiết số 27. Chúng ta sẽ ôn các nội dung trong hai chủ đề số 5 và số 6. Đối với tiết học này thì các em cần đạt được một số các yêu cầu như các em viết hát và biểu diễn hai bài hát khúc nhạc mùa xuân và bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh. Các em thể hiện đúng ba hình tiết tấu số 1, số 2, số 3 bằng các hình thức như các bạn sử dụng nhạc cụ gõ đệm hoặc là vận động cơ thể. Các bạn đọc được cao độ 4 nốt nhạc Do, Re, Mi và Son theo ký hiệu bàn tay. Qua giờ học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển một số năng lực như năng lực tự học và phát triển một số phẩm chất như phẩm chất chăm chỉ. Để đạt được hiệu quả trong giờ học thì các bạn cũng cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập như các bạn chuẩn bị thanh phách hay tập bài hát lớp 1. Thầy mời các bạn cùng đến với hoạt động số 1 của bài học ngày hôm nay. Thầy mời các bạn cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc hai bài hát khúc nhạc mùa xuân và bài Ba Ngọn Nến Lung Linh nhé.
Và sau đây, thì mời các em đến với nội dung thứ hai là các bạn sẽ sử dụng nhạc cụ gõ hoặc vận động cơ thể theo hình tiết tấu số 1, số 2 và số 3. Với hình tiết tấu số 1 thì như tiết trước chúng ta đã được học thì các em sẽ sử dụng thanh phách hoặc là vận động cơ thể theo hình tiết tấu số 1. Sau đây, chúng ta sẽ dùng thanh phách gõ theo hình tiết tấu số 1. Xin mời các em cùng thực hiện nào. 2, 1. Ngoài sử dụng thanh phách gõ theo hình tiết tấu số 1 thì các bạn sẽ vỗ tay, vỗ đùi theo hình tiết tấu số 1 như hình trên màn hình thầy giáo đã hướng dẫn nhé. Xin mời các bạn đến với hình tiết tấu số 2. Xin mời các bạn sử dụng thanh phách gõ theo hình tiết tấu số 2. Xin mời các bạn cùng thực hiện nào. 2, 1. Cũng như hình tiết tấu số 1 thì ngoài việc sử dụng thanh phách thì các bạn sử dụng vận động cơ thể là các bạn vỗ ngực, vỗ đùi và vỗ tay theo hình như trên màn hình thầy giáo đã hướng dẫn. Xin mời các bạn cùng đến với hình tiết tấu số 3. Các bạn sẽ sử dụng thanh phách của mình và gõ theo hình tiết tấu số 3. Ngoài việc sử dụng thanh phách để gõ theo hình tiết tấu số 3 thì các bạn có thể vận động cơ thể bằng cách chúng ta vỗ tay, vỗ đùi, vỗ ngực theo hình tiết tấu số 3. Đến với hoạt động thứ ba của bài học ngày hôm nay thì thầy mời các bạn chúng ta cùng đọc theo mẫu âm. Trước khi vào đọc mẫu âm, thầy mời các bạn cùng luyện lại 4 nốt nhạc Do, Re, Mi, Son. Thầy mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình. Các bạn sẽ nghe thầy giáo đọc một lượt. Do, Re, Mi, Son. Son, Mi, Re, Do. Sau đây, thầy mời các bạn cùng đọc theo ký hiệu bàn tay. 2, 1. Do, Re, Mi, Son. Son, Mi, Re, Do. Đến với mẫu âm ngày hôm nay. Sau đây, các em sẽ chú ý lên màn hình, các em sẽ nghe thầy giáo đọc bài này. Do, Do, Re, Mi, Son. Son, Son, Mi, Re, Do. Với mẫu âm này thì thầy giáo sẽ chia thành hai đoạn. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe đoạn 1. Xin mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Tiếp theo, các em sẽ nghe đoạn 2. Xin mời các em đọc luận 2 nào. 2, 1. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe đoạn 1 và đoạn 2. Xin
Xin mời các em cùng đọc đoạn 1 và đoạn 2 nào. Thầy hy vọng rằng các bạn đã đọc được mẫu âm này, và các bạn khi đọc thì nhớ là kết hợp với theo đọc theo ký hiệu bàn tay, và các bạn có thể dùng thanh phách của mình để gõ theo mẫu âm trên nhé. Các em thân mến, như vậy là trong giờ học ngày hôm nay, các em đã được hát và biểu diễn hai bài hát chúng ta đã học trong chủ đề số 5 và số 6. Các bạn đã được gõ lại các tiết tấu số 1, số 2 và số 3, đọc lại mẫu âm. Thầy hy vọng rằng các bạn ở nhà sẽ tích cực tập luyện các bài hát và biểu diễn cho các thành viên trong gia đình mình cùng xem nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy giáo hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau. Thầy chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay.